đến với kênh Ngọc Hân Vlog nha các bạn. Hôm nay mình có đi chợ mua được gà. Gà hôm nay mình làm món là gà chè nước dừa. Giá mình trộn gỏi nha. Mình ở đây mà em có bằm tỏi ớt sẵn rồi. Chờ chút nữa mình làm nước mắm để mình trộn gỏi. Còn tỏi với hành tím với hành lá này chút mình phi tỏi rồi cho nó thơm rồi mình khìa nha. Ở đây em có hạnh để chút mình làm nước cho nước gỏi trộn á. Rồi bắt đầu mình vô mình sơ chế nha các bạn. Ở đây em có một bịch tỏi phi nè, em cho vô một miếng luôn cho nó thơm. Bán hồn gà rồi bắt đầu mình trộn ra nha. Mình trộn mình ướp khoảng 5-10 phút đi, cái mình bắt cái chảo ra mình phi. Đây cho em cho một muỗng dầu hạt điều nha, cho màu nó lên chút nhẹ 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 mình chèn nó thành món. Mình tỏi của mình phi đã vàng, bắt đầu mình để gà vô nha các bạn. Cái nào mình để gà vô phi cho đun sơ tỏi cho nó rát cái màu gà mình. Cái mình rát tỏi một chút. Ở đây là 1 kg gà nha các bạn, khoảng ký mấy nè. Mình ráp vỏ như mình chia sơ nha. Thơm. Bây giờ mình để chảo gà đây đi, mình chuẩn bị qua công đoạn mình làm gỏi nha. Chị ơi, bây giờ em làm nước mắm mình làm gỏi nha. Để tỏi ớt này là em đã băm sẵn rồi, đã băm sẵn nè, để cho mình bớt thì công đoạn này. Thì ở đây là em để đổ khoảng 4 muỗng đường. Đây em có là phải 6 trái hạnh nha. Bây giờ bắt đầu em cắt nó ra rồi em nặn như nước mắm. Các bạn, nãy giờ trong thời gian trộn gỏi thì gà của mình ở đây nó bắt đầu nó sôi lên nè. Nước dừa của mình nó sôi lên nè. Là mình trộn lại nước này nó đã rút rồi thì nó sẽ màu khác.
Chị nhìn thử cái đùi gà em đi, nó bóng ha. Nhìn cái màu đây, không màu chị. Sợ luôn. Cái này là gà kìa nó chưa. Rồi tạm biệt cả nhà, chút nữa ăn cơm cùng vợ chồng em nha. Cả nhà ăn cơm cùng với gia đình em. Thôi, chào cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm với vợ chồng em nha. Bữa nay em làm nhà kiểm tấm với lỗi thì có cho má với giá nha. Dạ. Ê, cục đó đi. Nãy em có kỳ lỗi á, ăn trúng hết rồi. Mình thấy là nó mùi leo thôi. Thế rồi. Còn gỏi ăn cho nó mát. Cái gỏi dễ